Kênh điện tử Japat xin chào anh chị ạ. Video này kênh điện tử Japat chia sẻ với anh chị về một dòng kênh điện tử chuyên cân mic nữa chị ha. Đó là cân sàn có dốc rời hai bên. Với đặc tính của dòng cân này là có dốc rời hai bên, cho nên làm tổng thể cái chiều cao của dòng cân mic này nó cao hơn và cái dốc này nó dài hơn so với cái dạng cân mic liền khối mà kênh điện tử Japat đã up nhiều video clip trên YouTube cho anh chị tham khảo rồi ha. Cho nên là nếu mà anh chị chọn cái dòng cân này thì cái người nhân viên mà đẩy xe mic lên sẽ cảm thấy nó nặng nề hơn, tại vì cái dốc mic nó dài hơn và cái cân nó cao hơn anh chị nha. Rồi khi mình muốn chuẩn bị cái xe mic đó, cái xe đó thì mình bấm nút zero nè, bấm cái hoặc là phím ta ra, hai cái giống nhau là cũng là trừ bi luôn, cũng là về mo luôn. Bây giờ em bấm nè, bấm cắt thì cái số nó trở về không. Anh đẩy xe mic xuống, anh đẩy cái xe không xuống, anh bỏ mic lên coi. Rồi là âm lại nè, trước này có dấu trừ nè ha. Nó nhảy ở kia luôn rồi, nó âm con số giống vậy. Rồi bây giờ bỏ lên thì cái mic hồi nãy đó, nó là cái hay đó là 1.6. Rồi, đơn giản vậy đó. Và xem xong video này mà anh chị cảm thấy cái cân này nó hữu ích, nó đúng với mục đích sử dụng của mình và mình cần mua nó, thì anh chị hãy gọi nhanh đến số hotline hiển thị trên màn hình, đó là 0909 899 833. Kênh điện tử Japat sẽ báo giá tốt nhất và giao cân nhanh nhất đến anh chị ạ. Và xem xong video này mà anh chị cảm thấy video mình nó hữu ích, nó mang đến cho anh chị nhiều thông điệp về dòng kênh điện tử chuyên đến cân mic, thì anh chị đừng quên bấm vào nút subscribe hay nút đăng ký bên dưới video này để nhận được nhiều hơn những video clip mới nhất từ kênh Japat về hướng dẫn sử dụng hay về sửa kênh điện tử anh chị nha. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem trọn video này và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kênh Japat đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.